cái lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. Dạ. Thì sau khi trừ đi tất cả chi phí theo cái tính toán của trang trại của tôi ấy, thì ba con mình có thể thu được mức lợi nhuận lên đến khoảng 30 triệu đồng. Dạ. Trên một đầu con mẹ sinh sản. Dạ. Trong một năm. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Chuyên Gia. Những năm vừa qua thì những ngành chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã thì đang được thị trường đón nhận rất là nhiều, bởi là chăn nuôi những cái con động vật thông thường thì cái giá trị nó mang lại không được cao như bà con mong đợi, cũng như là rất là nhiều dịch bệnh, và bà con khi mà bắt tay vào chăn nuôi những dòng động vật thông thường thì sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Và là một người đã từng chăn nuôi những cái dòng động vật thông thường và đã quyết tâm là chuyển sang chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này, và anh đã có một cái sự thành công nhất định tại Trảng Bom, Đồng Nai. Hôm nay bà con hãy cùng kênh Làm Giàu Chuyên Gia gặp gỡ với anh Chí, có trang trại động vật hoang dã lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai này. Em chào anh. Chào em. Xin. Dạ. Chào bà con và các bạn. Thì tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Chí. Hiện tại thì tôi đang có một số chuỗi trang trại chăn nuôi con động vật hoang dã, và hôm nay tôi có mặt tại một trong những trang trại của tôi. Dạ. Có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai. Dạ. Anh Chí có thể cho em cũng như là bà con để biết là trước đây là anh Chí đã từng chăn nuôi cái dòng động vật thông thường đúng không ạ? Anh có thể cụ thể cho bà con biết là cái con vật mà trước đây mình từng nuôi là con gì không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Thực ra chia sẻ với bà con và các bạn thì tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Dạ. Là một khu vực là Thuần Lông. Dạ. Đấy, thì ngày xưa thì gia đình cũng rất là vất vả. Dạ. Và cũng chỉ có làm ruộng và chăn nuôi một số con vật nuôi thông thường. Dạ. Ví dụ như con gà, hoặc con lợn, hoặc con trâu, con bò. Dạ. Để mà làm sao là có một cái nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống gia đình thôi. Dạ. Đấy, thì tuy nhiên thì cái thời điểm mà mình có trưởng thành và cũng có là được gia đình cho đi học về ngành nông nghiệp. Dạ. Đấy, thì cũng có một số lượng kiến thức cơ bản, và về thì bắt tay vào chăn nuôi con gà. Chắc. Dạ. Là hẳn là mọi người, bà con cũng như là các bạn là cũng lắm được là cái con gà là cái con chủ lực ở khu vực nông thôn miền Bắc cũng như là miền Nam này. Dạ. Chăn nuôi ví dụ như gà để trứng và là gà bán để bán thịt thương phẩm. Dạ. Thì ngày xưa thì anh cũng là rất nhiều bà con ở khu vực quê. Dạ. Chăn nuôi con gà là gà để trứng ấy. Dạ. Thì cũng là có mang lại cái thu nhập khá là tốt. Đấy, tuy nhiên thì đến cái thời điểm mình chăn nuôi thì không hiểu sao là nó lại gặp một số cái rủi ro. Dạ. Nó là con gà đến khi mà nó cho mình cái thu hoạch những cái lứa đầu tiên ấy. Dạ. Thì nó lại bị tình trạng dịch bệnh. Dạ. Mà mọi người biết là con gà này khi mà dịch bệnh thì gần như là cái tình trạng mất trắng, là mất đúng trắng là. Dạ. Rất là nhiều. Dạ. Như em thấy thì không chỉ riêng là cách đây hơn chục năm đâu, mà như bây giờ bà con mà chăn nuôi thì kể cả con lợn hay con gà, con trâu, con bò thì nó cũng vẫn rất là nhiều những cái dịch bệnh nó tiềm ẩn. Chính vì thế nên là bà con rất là mong muốn là từ những cái quy mô mà mình đang có sẵn thì muốn là lựa chọn một cái giống vật nuôi mà nó mang lại cái hiệu quả kinh tế tốt nhất, nhưng mà cái sự rủi ro của nó lại là thấp nhất. Thì như em thấy là hiện nay thì em và anh Chí thì đang đứng tại trại nuôi giòn của gia đình mình đúng không ạ? Đúng rồi. Và như em biết được là cách đây vài năm thì bà con cũng đã chuyển đổi mô hình để sang chăn nuôi con nhím rất là nhiều. Và cái con giòn này của mình thì nó lại khá là tương đồng với con nhím. Nhưng mà theo em tìm hiểu thị trường thì em được biết là giá trị của con giòn hiện nay thì nó cao hơn rất là nhiều lần so với con nhím. Thì anh có thể chia sẻ cho bà con được biết là vì sao mà mình lại quyết định là lựa chọn con giòn này để mình chăn nuôi làm vật nuôi chủ lực, cũng như là khi mà chăn nuôi con giòn này thì anh có cái nỗi băn khoăn lo lắng là nó sẽ giống như con nhím trước đây không ạ? Thưa bà con, thưa mấy em. Dạ. Thực ra thì cái ngành chăn nuôi động vật hoang dã. Dạ. Phát triển từ Bắc vào. Dạ. Khu vực phía Nam này. Dạ. Và như là hiện tại anh cũng đã chăn nuôi cái dòng động vật hoang dã này được 12 đến sang năm thứ 13 rồi. Dạ. Đấy. Đầu tiên thì phát triển từ con rúi này. Dạ. Sau đó thì có định hướng là phát triển con chuồn mốc. Và gần đây, trong vòng khoảng độ 8 năm gần đây. Dạ. Thì anh có phát triển thêm là con giòn. Dạ. Đấy. Thì như mọi người đã biết thì con giòn nó có cái hình thức cơ bản là tương đồng gần giống với con nhím. Dạ. Đấy. Tuy nhiên thì một số bà con trước kia ấy chăn nuôi con nhím thì nó có một khoảng thời gian nó cũng rất là hiệu quả, rất là cao. Dạ. Tuy nhiên thì nó lại gặp một số cái trở ngại, chẳng hạn như là bà con mình nhiều khi là chạy theo cái lợi nhuận. Dạ. Nên là nuôi theo cái hình thức là công nghiệp quá. Dạ. Thì như vậy và vô hình chung là mình tự nhiên đánh mất cái thị trường. Dạ. Cũng như là cái giá trị thương phẩm của con nhím. Dạ. Đấy, còn con giòn này thì qua từ sự tìm hiểu của anh và một số anh em làm cùng, có cùng cái niềm đam mê. Dạ. Đấy, phát triển cái mô hình cái chuỗi trang trại hiện nay anh đang sở hữu ấy. Dạ. Thì là định hướng đến con giòn, tại vì qua nghiên cứu thì con giòn là một cái con đặc sản.
và nó thuộc cái bộ gặm nhấm đấy, và nó có một cái tên khác là con hon, có thể là trong khu vực phía Nam này thì bà con gọi là con hon. Dạ. Đấy, nó có một số cái đặc điểm là khác với con nhím. Dạ. Chẳng hạn như là cái đầu nó nhọn này, và nó có một điểm đặc điểm khác biệt nữa để bà con có thể phân biệt, đó là nó có cái đuôi dài. Những cái điểm mà bà con có thể là nghiên cứu và đánh giá này, làm sao là có thể tìm hiểu phát triển cái mô hình con giòn này, đó là cái giá trị kinh tế của nó. Dạ. Nó vượt xa so với những con động vật thông thường và kể cả là con nhím ở thời điểm dạ. hiện tại. Dạ. Đấy, tại vì sao? Vì con giòn này ấy, thì nó thuộc dòng động vật và nó thuộc dạng thực phẩm organic, dạ. thực phẩm sạch. Dạ. Đồng thời nó cũng có một số cái chức năng hiệu quả, gần như là một dạng là thực phẩm chức năng để dạ. hỗ trợ điều trị một số cái chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa của con người. Dạ. Đấy. Và cái giá trị thương phẩm của nó hiện tại được cái giới nhà giàu cũng như là thị trường đang săn đón và tìm kiếm để mà cải thiện cái ẩm thực rất là dạ. cao. Dạ. Đấy. Ví dụ như là hiện tại cái giá con giòn thương phẩm mà trang trại anh và một số trang trại vệ tinh mà anh đang bao tiêu cho bà con ấy, dạ. đang xuất ra thị trường, nó có giá dao động lên tới 2,1 triệu đến 2,2 triệu một ký. Dạ. Đấy, như vậy thì em có với bà con có thể là đánh giá được cái mức độ giá trị kinh tế của con giòn dạ. mang lại cho bản thân. Dạ. Như anh Chí vừa chia sẻ thì em cũng được biết là con giòn này thì cái giá trị của nó rất là cao, và cái thịt của nó thì như anh vừa chia sẻ thì nó không những thơm ngon mà nó còn có rất là nhiều những công dụng chữa bệnh và là một dạng thực phẩm chức năng cho con người nữa. Chính vì thế nên là thị trường cũng đang đón nhận rất là nhiều. Tuy nhiên thì là một người đã chăn nuôi cái con giòn này cũng được khá là nhiều năm rồi, và bản thân anh thì cũng đã nghiên cứu và chăn nuôi không chỉ là con giòn này, thì anh có đánh giá gì về cái thị trường của con giòn này trong thời gian tới ạ? Chia sẻ với em với bà con thì dạ. Qua quá trình chăn nuôi là cũng gần chục năm nay, dạ. riêng về cái góc độ là con giòn, chưa nói đến những con động vật khác nhé, dạ. thì sự tìm hiểu cũng như là đánh giá về cái thị trường của con giòn, cái thời điểm mà anh mới chăn nuôi con giòn này ấy, dạ. khoảng 8 năm trước ấy, thì giá trị thương phẩm của nó chỉ dao động khoảng độ 200 đến 250 nghìn trên 1 kg thôi. Dạ. Tuy nhiên trong vòng 8 năm thì giá trị nó gần gấp 10 lần, dạ. em có thể đánh giá được. Và qua sự nghiên cứu nhiều năm kinh nghiệm cũng như là sự đánh giá thị trường của bộ phận marketing của trang trại, dạ. thì trong vòng 10 đến 15 năm tới giá trị của con giòn này nó sẽ còn tăng nữa. Dạ. Đấy. Và cái sự phát triển của mô hình chăn nuôi này đấy, thời gian gần đây bà con cũng tìm đến trang trại để học hỏi và tìm hiểu cái mô hình chăn nuôi này, dạ. thay cho những con động vật thông thường, ví dụ như con trâu bò hoặc dê lợn, mà nó đang gặp rất là nhiều khó khăn về cái giá trị thương phẩm cũng như là cái giá của thức ăn chăn nuôi đang rất là tăng cao. Dạ. Đấy. Về cái con giòn này thì bà con có thể yên tâm được cái việc là sức chống chịu cũng như là cái sức khỏe của nó, sức đề kháng của nó, dạ. rất cao. Dạ. Đấy, đặc biệt là trong khu vực phía Nam này, dạ. thì có cái thời tiết là ôn hòa, dễ chịu, dạ. và hầu như là cái nhiệt độ rất phù hợp cho việc sinh trưởng sinh sản của con giòn này. Dạ. Đấy. Như khi mà bước chân vào trang trại của anh Chí thì em thấy là quy mô của mình đang rất là lớn, chính vì thế nên là thị trường cũng như là những người tiêu dùng và những cái nơi mà muốn tìm đến và bao tiêu cái con giòn này của anh thì người ta cũng đã biết đến cái thương hiệu của anh ngoài thị trường rồi, thì cái phần bao tiêu chắc hẳn là anh Chí sẽ không phải lo lắng. Nhưng mà tuy nhiên với bà con mà chăn nuôi những cái số lượng nhỏ lẻ, ví dụ như 1-2 cặp chẳng hạn, mà nhất là bà con mà ở vùng nông thôn mà cái đời sống của người ta chưa được cao, thì với cái giá trị của con giòn nó cao như thế này thì khi bà con chăn nuôi ra sản phẩm thì bà con sẽ bán đi đâu ạ? Đúng rồi. Dạ. Thực ra chia sẻ với em với bà con thì cái câu hỏi này của em cũng dạ. là câu hỏi của tất cả những bà con anh em dạ. mà tìm hiểu đến cái mô hình chăn nuôi con giòn này dạ. và có hỏi anh dạ. thì cũng chia sẻ với bà con cụ thể là cái con giòn này ấy, nó thuộc dòng đặc sản, và ngay từ thời điểm mà anh bắt đầu chăn nuôi phát triển, anh đã đầu tiên thì mình cũng sẽ phải tìm cái đầu ra cho nó dạ. ở những cái nhà hàng rồi là những cái chuỗi khách sạn resort đấy, tại vì cái số lượng mình chăn nuôi nó cũng khá là lớn. Dạ. Nên mình sẽ phải tìm những cái đầu ra nó mang tính chất bền vững. Rất là may mắn cho trang trại thì đã được một số cái tập đoàn lớn trong nước đấy, bao tiêu cho trang trại anh về dạ. nguồn đầu ra. Dạ. Và cái sự đảm bảo về chất lượng cũng như là cái số lượng con thương phẩm của trang trại đã đặt cái niềm tin cho cái lượng khách hàng mà hiện bền vững của trang trại mà vẫn đang duy trì đến thời điểm hiện tại. Dạ. Tuy nhiên thì để chia sẻ với bà con về cái việc là bà con có những suy nghĩ là khi mà chăn nuôi với số lượng nhỏ lẻ, chẳng hạn một vài cặp dạ. của bà con nông hộ ấy, tại vì cái mức đầu tư nhiều khi là bà con chỉ có độ một vài chục triệu đồng thôi, hoặc là khoảng độ hơn chục triệu. Dạ. Mình bắt một cặp giòn hay là hai cặp giòn về để chăn nuôi, thì cái nguồn thương phẩm ra để bán cho ai?
Thì cũng xin chia sẻ với bà con thì để mà hỗ trợ bà con có sự phát triển kinh tế và đồng thời thì cũng là tạo một cái nguồn thu nhập cho trang trại chúng tôi. Dạ. Thì chúng tôi là khi bà con bắt tay vào chăn nuôi cũng như là bắt con giống của trang trại thì khi mà bà con về chăn nuôi con thương phẩm đầu ra thì trang trại chúng tôi là sẽ bao tiêu toàn bộ cái số lượng thương phẩm đấy để mà cung cấp cho thị trường và cái đầu ra của trang trại. Dạ. Và đồng thời thì chúng tôi có là ký hợp đồng bao tiêu cho bà con trong vòng tối thiểu là 5 năm. Dạ. Đấy, sau 5 năm đó nếu bà con mình mà phát triển được một cái trang trại lớn và có những cái đầu ra nó tốt hơn thì dạ, bà con mình có thể là chia sẻ ra bên ngoài. Còn nếu không thì có thể là quay lại trang trại tiếp tục thì ký hợp đồng với trang trại chúng tôi để làm sao có những đầu ra ổn định. Như anh Chí vừa chia sẻ thì cái đầu ra của bà con cũng đã có trang trại mình là đơn vị bao tiêu cho bà con rồi. Thì cái đầu ra của bà con đã rất là ổn định như thế rồi thì anh có thể hoạch toán cho bà con biết là với mỗi một cặp giòn mà nuôi sinh sản thì một năm bà con sẽ thu về cái lợi nhuận là bao nhiêu không ạ? Thực ra chia sẻ với em với lại bà con thì dạ, con giòn này thì, bà con nghe trên phương tiện thông tin đại chúng dạ, bà con có thể lắm được về giá trị kinh tế nó rất là cao. Nhưng mà nhiều khi là chưa hình dung được là cái giá trị nó như thế nào mà lại cao, đúng không ạ? Dạ. Thì tôi cũng xin chia sẻ như sau. Thì chẳng hạn như là một cặp giòn bố mẹ khi bà con về chăn nuôi thì con giòn này nó có đặc tính sinh sản là một năm hai lứa. Dạ. Và một lứa thì nó dao động từ 3 năm con. Dạ. Đấy, chẳng hạn như bà con mình chăn nuôi với chế độ là sinh sản của con lon của nó ấy, thì trong vòng độ khoảng độ 8 đến 9 tháng và tối đa khoảng độ 1 năm quay đầu. Dạ. Thì mình sẽ chăn nuôi theo chế độ thương phẩm, nó sẽ đạt trọng lượng khoảng độ từ 4,5 kg. Dạ. Thì bà con mình sẽ nhân với giá trị bao tiêu hiện tại của trang trại đang là khoảng 1.700.000 đến 1.800.000, đúng không ạ? Dạ. Thì với số lượng con mình cứ tính là độ khoảng cứ tối thiểu là 2 con một lứa đi. Dạ. Thì một năm nó sẽ được 4 con nhỏ. Đấy, 4 con nhỏ nuôi theo ta cái chế độ thương phẩm thì nó sẽ đạt khoảng độ là 4 con là nhân với lại 5 kg đi, nha. Yeah. Dạ. Nó sẽ được là 20 kg. 20 kg nhân với giá trị là 1.800.000 đi. Dạ. Thì bà con mình có thể đánh giá được cái mức độ là cái lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. Dạ. Thì sau khi trừ đi tất cả chi phí theo cái tính toán của trang trại của tôi ấy, thì bà con mình có thể thu được mức lợi nhuận đến khoảng 30 triệu đồng. Dạ. Trên một đầu con mẹ sinh sản. Dạ. Trong một năm. Dạ. Về cái mức lợi nhuận mà cái dòng động vật hoang dã điển hình như con giòn này nó mang lại thì rất là cao như thế. Tuy nhiên thì như bà con mình thì luôn lo lắng là như những cái con lợn hay con gà, con trâu, con bò thì bà con đã chăn nuôi từ thời rất là xa xưa rồi. Và nhưng chăn nuôi thì nó vẫn tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro như thế, như dịch bệnh hay là chăn nuôi nó sẽ có những cái sự thất thoát nhất định. Thì đối với con động vật hoang dã này bà con rất là muốn chăn nuôi nhưng mà lại có những cái nỗi băn khoăn chung giống như những cái con động vật thông thường đấy. Thì khi mà trong suốt quá trình mà bà con chăn nuôi thì bên trang trại mình có những cái chế độ gì để có thể để bà con có cái sự yên tâm để bà con chăn nuôi mà không phải lo lắng về cái vấn đề là về kỹ thuật cũng như là cái khâu chăm sóc của nó thì có khó khăn gì không ạ? Đúng rồi. Thì đây cũng là hầu hết tất cả những câu hỏi bà con mà muốn tìm hiểu mô hình chăn nuôi này mà dạ, hỏi trang trại. Dạ. Thì xin chia sẻ với lại bà con và các bạn thì để mà chăn nuôi con giòn này thì thực ra thì cái về vấn đề chi phí thức ăn chăn nuôi cũng như là công chăm sóc thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Dạ. Tại vì hầu hết nó ăn được tất cả những loại rau củ quả phổ thông. Và vấn đề công chăm sóc hàng ngày chúng ta chỉ cần cho ăn 2 bữa trên ngày thôi. Tổng chi phí cho một con giòn này trong vòng 1 ngày về vấn đề thức ăn của nó thì đang dao động từ khoảng độ 2.200 đồng đến 2.500 đồng là tối đa. Dạ. Đấy, như vậy là đạt cái lượng dinh dưỡng cho nó sinh trưởng, sinh sản và phát triển rồi. Dạ. Còn về vấn đề đầu ra thì tôi cũng vừa trao đổi rồi. Và khi mà bà con mà chăn nuôi, khi bắt tay chăn nuôi và mua con giống của trang trại thì để hỗ trợ bà con tốt nhất thì trang trại chúng tôi đang có những cái chính sách bao tiêu đầu ra này, đồng thời là có sự bảo hành về con giống sinh sản cho bà con. Dạ. Đấy, chẳng hạn như là với con giòn của trang trại xuất ra cho bà con thì chúng tôi sẽ có cái hợp đồng bao tiêu cũng như là hợp đồng cũng như là cái vấn đề là bảo hành về sinh sản cho bà con trong vòng 2 năm. Đấy. Dạ. Và có những cái hỗ trợ rất là đặc biệt cho bà con nữa là trong vòng thời gian bà con chăn nuôi con giòn này, nếu con giòn sinh sản kém và có tỷ lệ là dưới 2 con thì trang trại sẽ hỗ trợ đổi cho bà con một con khác, làm dạ, sao để đảm bảo tối thiểu nó có thể là phải sinh được 3 con trở lên.
để đảm bảo cho bà con mình cái nguồn vốn ban đầu cũng như duy trì được cái số lượng con giống của trang trại. Dạ. À, và như hiện tại nếu như bà con đang có ý định là muốn tìm hiểu chăn nuôi một giống vật nuôi hoàn toàn mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao thì bà con có thể tìm hiểu về cái mô hình chăn nuôi con giòn này. Và tại Đồng Nai này bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh Chí theo số điện thoại đang được hiển thị trên góc màn hình hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ạ.